Xin chào các em. Cô xin tự giới thiệu, cô tên là Nguyễn Thị Đảng. Hiện cô đang công tác tại trường Trung học cơ sở Minh Hải của huyện Văn Lâm. Cô rất vui khi hôm nay lại được đồng hành cùng các em trong tiết học này. Các em hãy lấy sách, vở, bút và máy tính để chúng ta sẵn sàng vào bài học hôm nay. Chương 4, hàm số y bằng ax bình, a khác 0, phương trình bậc 2 một ẩn. Trong chương 4, các em sẽ được học các nội dung chính sau. 1. Hàm số y bằng ax bình với a khác 0. 2. Phương trình bậc 2 một ẩn. 3. Những ứng dụng trong thực tiễn. Các em thân mến, ở trong chương 2 chúng ta đã được học về hàm số bậc nhất và các em thấy là nó có những ứng dụng trong thực tiễn. Trong thực tiễn cuộc sống thì còn có rất nhiều những ví dụ khác liên quan đến hàm số bậc 2. Để tìm hiểu tính chất của hàm số bậc 2 thì trong tiết học này cô và các em sẽ đi nghiên cứu cụ thể tính chất của một hàm số bậc 2 đơn giản nhất, đó là hàm số y bằng ax bình với a khác 0. Chúng ta đi nghiên cứu phần mục số 1, ví dụ mở đầu. Nước Ý nổi tiếng bởi những công trình nguy nga, tráng lệ, đồ sộ. Trong đó có công trình rất vĩ đại, đó là tháp Pisa. Tháp được xây dựng hoàn toàn bằng đá cẩm thạch và phải mất 174 năm mới hoàn thành công trình này. Hàng năm, tháp đón hàng chục nghìn người khách đến tham quan du lịch. Và nước Ý còn sản sinh ra một nhà khoa học rất nổi tiếng, ông Galileo. Năm 1590, ông đã làm một ví dụ tại tháp nghiêng Pisa. Ông đã dùng hai quả cầu bằng chì có trọng lượng khác nhau để làm thí nghiệm nghiên cứu chuyển động của một vật rơi tự do. Ông khẳng định rằng khi một vật rơi tự do, không kể đến sức cản của không khí, vận tốc của nó tăng dần và không phụ thuộc vào trọng lượng của vật. Quãng đường chuyển động S của nó được biểu diễn gần đúng bởi công thức S bằng 5T bình. Trong đó, T là thời gian, đơn vị là giây, S là quãng đường, đơn vị là mét. Ông đo được rằng khi T bằng 1 giây thì quãng đường là 5 mét, T bằng 2 giây thì quãng đường là 20 mét, T bằng 3 giây thì quãng đường đo được là 45 mét, T bằng 4 giây quãng đường đo được là 80 mét, v.v. Như vậy ở đây chúng ta thấy đại lượng S phụ thuộc vào đại lượng thay đổi T. Với mỗi giá trị của T cho tương ứng duy nhất một giá trị của S. Vậy ta kết luận được S là hàm số của T. Và công thức S bằng 5T bình biểu thị một hàm số có dạng Y bằng AX bình với A khác 0. Trong thực tế còn có rất nhiều ví dụ khác liên quan đến hàm số Y bằng AX bình với A khác 0. Cô lấy ví dụ một hình vuông có cạnh là x, thì khi đó diện tích của hình vuông được tính bằng công thức S bằng x bình. Các em thấy công thức S bằng x bình là biểu diễn của dạng hàm số y bằng ax bình với a khác 0. Trong đó hệ số a ở đây bằng 1. Hình tròn có bán kính là r, thì diện tích của hình tròn được tính bằng công thức S bằng pi nhân r bình. Công thức này cũng là biểu thị của dạng hàm số y bằng ax bình với a khác 0. Trong đó hệ số a bằng pi. Mà ở tiểu học các em thường gặp nó là pi xấp xỉ 3,14. Còn cụ thể số pi này thì các em sẽ được học ở bài sau nữa. Hàm số y bằng ax bình với a khác 0. Các em sẽ được nghiên cứu tiếp cho cô trong ví dụ sau. Trong các hàm số sau, hàm số nào có dạng y bằng ax bình? Khi đó ghi rõ hệ số a của hàm số. Cô có 4 hàm số sau. Các em cùng với cô giải quyết từng hàm số một. Hàm số thứ nhất, y bằng 19/20 nhân x bình. Các em đều thấy là hàm số có dạng y bằng ax bình và hệ số a là bằng 19/20. B, y bằng 19 trên x bình. Không là hàm số không có dạng y bằng ax bình với a khác 0, bởi vì ở đây các em để ý thấy hệ số 19 là chia cho x bình chứ không phải là nhân. C, y bằng m bình nhân x
trong đó m là tham số, x là biến số, thì lúc này hàm số này không là hàm số có dạng y bằng ax bình, bởi vì biến số x không viết dưới dạng x bình phương. D, hàm số y bằng 19 trừ m tất cả nhân với m cộng 20 nhân với x bình, với m là tham số, m khác 19, m khác âm 20. Vậy các em để ý cho cô hàm số này. Trước tiên là biến x biểu diễn dưới dạng bình phương. Hệ số A là 19 trừ m tất cả nhân với m cộng 20. Hệ số A này khác không là do chúng ta có điều kiện của m khác 19 và m khác âm 20. Nên câu D cũng là hàm số có dạng y bằng ax bình. Và hệ số A bằng 19 trừ m tất cả nhân với m cộng 20. Để tìm hiểu hàm số y bằng ax bình với a khác không có tính chất gì, cô và các em cùng nghiên cứu sang phần 2. Hai nhỏ, tính chất của hàm số y bằng ax bình với a khác không. Ta đi xét bài tập hỏi chấm số 1. Có yêu cầu như sau. Điền vào ô trống giá trị tương ứng của y trong hai bảng sau. Bảng thứ nhất là hàm số y bằng 2x bình. Bảng thứ hai là hàm số y bằng trừ 2x bình. Với yêu cầu của bài là điền giá trị tương ứng của y vào trong ô trống. Vậy để trả lời được câu hỏi này, các em làm như thế nào? À, chúng ta chỉ cần thay giá trị của x vào công thức của hàm số thì chúng ta sẽ tính được giá trị của y. Ví dụ, x các em có bằng âm 3, các em thay vào công thức ta được y bằng 2 nhân âm 3 đóng ngoặc tất cả bình. Các em lưu ý cho cô phải đóng ngoặc số âm này lại. Và kết quả các em tính ra bằng 18. Tương tự như vậy, các em hãy cùng tính giá trị của y với cô. Ta được kết quả khi x bằng âm 2, y bằng 8. Tương tự, lần lượt ta được 2. Và các em đối chiếu với kết quả trên màn hình. Tương tự như vậy, các em tính cho cô giá trị của y tương ứng trong bảng thứ 2. Như vậy, cô và các em vừa hoàn thành xong bài tập hỏi chấm 1. Chúng ta sử dụng hai bảng trong bài tập hỏi chấm số 1 làm cho cô bài tập hỏi chấm số 2. Bài hỏi chấm 2 có yêu cầu như sau. Đối với hàm số y bằng 2x bình, nhờ bảng giá trị, hãy cho biết. Yêu cầu thứ nhất, khi x tăng nhưng luôn âm, thì giá trị tương ứng của y tăng hay giảm? Khi x tăng nhưng luôn dương, thì giá trị tương ứng của y tăng hay giảm? Nhận xét tương tự với hàm số y bằng trừ 2x bình. Trước tiên, chúng ta quay trở lại hàm số y bằng 2x bình. Các em đều thấy hàm số này thuộc dạng y bằng ax bình với a khác không. Hệ số a ở đây là bằng 2 và lớn hơn 0. Các em để ý phần giá trị của x âm. Ta thấy x tăng nhưng luôn âm. Chúng ta so sánh giá trị tương ứng của y. Ta thấy y tương ứng giảm dần. Như vậy, ta thấy là x tăng, y giảm. Thì ta kết luận hàm này nghịch biến. Ta xét tiếp phần giá trị của x dương. X tăng nhưng luôn dương. Các em so sánh giá trị tương ứng của y, ta thấy giá trị tương ứng của y tăng lên. Như vậy là x tăng, giá trị tương ứng của y tăng. Và ta kết luận hàm này đồng biến. Qua bảng này, cho cô biết hàm số y bằng 2x bình đồng biến khi nào và nghịch biến khi nào. À, ta thấy nó đồng biến khi x lớn hơn 0 và nghịch biến khi x nhỏ hơn 0. Vậy tổng quát hàm số y bằng ax bình với a khác 0, hệ số a lớn hơn 0 thì đồng biến khi nào và nghịch biến khi nào? À, khi a lớn hơn 0 thì hàm số đồng biến khi x lớn hơn 0 và hàm số nghịch biến khi x nhỏ hơn 0. Đây là kết luận thứ nhất. Các em xét tiếp tương tự với hàm số y bằng -2x bình. Hàm này các em thấy cũng biểu diễn của dạng hàm số y bằng ax bình. Với hệ số A là bằng âm 2 nhỏ hơn 0. Ta xét phần x có giá trị âm. X tăng nhưng luôn âm. Kèm lại tương tự, so sánh cho cô các giá trị tương ứng của y. Thì chúng ta nhận thấy y tăng. Như vậy là x tăng, giá trị tương ứng của y tăng. Và ta kết luận hàm này là hàm đồng biến. Ta xét phần bên giá trị của x dương. X tăng nhưng luôn dương. Giá trị tương ứng của y. Ta thấy giá trị tương ứng của y giảm. Như vậy là x tăng, y tương ứng giảm và ta kết luận hàm số này nghịch biến. Vậy qua bảng này,
em rút cho cô là hàm số y bằng trừ 2x bình đồng biến khi nào và nghịch biến khi nào. À, chúng ta thấy nó đồng biến khi x nhỏ hơn 0 và nghịch biến khi x lớn hơn 0. Vậy quay trở về tổng quát hàm số y bằng ax bình a khác 0 có hệ số a nhỏ hơn 0 thì các em rút ra được kết luận gì? À, chúng ta thấy rằng nếu a nhỏ hơn 0 thì hàm số đồng biến khi x âm và nghịch biến khi x dương. Như vậy qua bài tập hỏi chấm số 2 chúng ta rút ra được hai kết luận, và hai kết luận này chính là tính chất của hàm số y bằng ax bình với a khác 0. Các em cùng nhắc lại hai tính kết luận đó với cô giáo. Hàm số y bằng ax bình với a khác 0 luôn xác định với mọi giá trị của x thuộc R và nó có tính chất như sau. Nếu a lớn hơn 0 thì hàm số đồng biến khi x lớn hơn 0 và nghịch biến khi x nhỏ hơn 0. Nếu a nhỏ hơn 0 thì hàm số đồng biến khi x nhỏ hơn 0 và nghịch biến khi x lớn hơn 0. Khi đọc hai tính chất này lên, nhiều bạn cảm thấy là em hơi rối đúng không? Vậy các em hãy để ý cho cô những cụm từ mà cùng màu thì các em phát hiện ra ngay là hàm số này đồng biến thì hệ số a và biến x cùng dấu, còn hàm số này nghịch biến thì a và x trái dấu. Các em thấy có dễ nhớ không nhỉ? Cô nhắc lại, hàm số này đồng biến thì a và x cùng dấu, hàm số này nghịch biến thì a và x trái dấu. Như vậy từ nãy cô và các em đều đi xét hàm số y bằng ax bình với a khác 0 trong trường hợp x dương và trường hợp x âm. Thế khi mà x bằng 0, các em có tò mò khi x bằng 0 thì điều gì sẽ xảy ra không? À, chúng ta cùng sang bài tập hỏi chấm số 3. Dựa vào kết quả của bài tập hỏi chấm 1, chúng ta chuyển bài tập hỏi chấm số 3. Đối với hàm số y bằng 2x bình, có yêu cầu như sau. Khi x khác 0, giá trị của hàm số dương hay âm? Yêu cầu 2. Khi x bằng 0 thì sao? Cũng câu hỏi tương tự với hàm số y bằng trừ 2x bình. Vậy chúng ta cũng đi giải quyết cho cô bài tập hỏi chấm số 3 với hàm số thứ nhất y bằng 2x bình. Yêu cầu thứ nhất, khi x khác 0 thì các em để ý cho cô các giá trị tương ứng của y. Các em thấy sao? Dương hay âm? À, nó dương. Như vậy ta kết luận là khi x khác 0 thì giá trị tương ứng của y luôn dương. Thế còn khi x bằng 0 thì chúng ta đều nhận thấy y đều có giá trị bằng 0. Vậy tổng quát hàm số y bằng ax bình với a khác 0, hệ số a lớn hơn 0 thì các em rút ra được nhận xét gì? À, nếu a lớn hơn 0 thì y lớn hơn 0 với mọi x khác 0. Y bằng 0 khi x bằng 0. Và lúc này các em thấy rằng giá trị nhỏ nhất của hàm số là y bằng 0. Tương tự, các em chuyển sang hàm số y bằng trừ 2x bình. Hệ số A này bằng âm 2 nhỏ hơn 0. Các em cũng giúp nhận xét cho cô tương tự với hai câu hỏi của hỏi chấm số 3. Ta cũng nhận thấy, thứ nhất là khi x khác 0 thì giá trị của y luôn âm. Còn khi x bằng 0 thì y có giá trị bằng 0. Và lúc này y bằng 0 nó là giá trị lớn nhất của hàm số này. Tương tự như vậy, tổng quát hàm số y bằng ax bình a khác 0 trong trường hợp hệ số a âm thì các em rút ra được nhận xét gì? À, ta thấy rằng là khi nếu a nhỏ hơn 0 thì y nhỏ hơn 0 với mọi x khác 0. Y bằng 0 khi x bằng 0. Và lúc này giá trị lớn nhất của hàm số là y bằng 0. Như vậy qua bài tập hỏi chấm số 3, chúng ta rút ra được hai nhận xét như sau. Các em cùng nhắc lại với cô hai nhận xét này. Nhận xét thứ nhất, nếu a lớn hơn 0 thì y lớn hơn 0 với mọi x khác 0. Y bằng 0 khi x bằng 0. Giá trị nhỏ nhất của hàm số là y bằng 0. Nhận xét thứ hai, nếu a nhỏ hơn 0 thì y nhỏ hơn 0 với mọi x khác 0. Y bằng 0 khi x bằng 0. Và giá trị lớn nhất của hàm số là y bằng 0. Như vậy, chúng ta nhấn mạnh kỹ cho cô là nếu a lớn 0 thì hàm số này sẽ có giá trị nhỏ nhất là y bằng 0. Còn nếu a nhỏ hơn 0 thì hàm số sẽ có giá trị lớn nhất là y bằng 0. Kiểm chứng lại nhận xét này một lần nữa, chúng ta thông qua bài tập hỏi chấm số 4. Các em quan sát đề bài của hỏi chấm số 4 như sau.
cho hàm số y bằng 1 phần 2x bình và y bằng trừ 1 phần 2x bình. Yêu cầu tính giá trị tương ứng của y rồi điền vào ô trống tương ứng trong hai bảng sau. Yêu cầu 2 là kiểm nghiệm lại nhận xét nói trên. Vậy cô và các em cùng đi phần tính giá trị của y trong hai bảng này. Và chúng ta được kết quả. Nhìn vào bảng giá trị thứ nhất, các em kiểm nghiệm lại cho cô nhận xét nói trên. Ta thấy hàm số y bằng 1 phần 2x bình nó có dạng y bằng ax bình với a là bằng 1 phần 2 lớn hơn 0. Các em để ý, các giá trị tương ứng của y luôn lớn hơn 0 khi x khác 0. Và khi x mà bằng 0 thì y đúng có giá trị bằng 0. Và y bằng 0 ở đây là giá trị nhỏ nhất của hàm số. Như vậy, nhận xét thứ nhất hoàn toàn chính xác. Tương tự, chúng ta có kết quả trong bảng thứ hai. Và trong bảng thứ hai, các em thấy hàm số y bằng âm 1 phần 2x bình. Nó cũng có dạng hàm số y bằng ax bình với hệ số a ở đây là bằng âm 1 phần 2 nhỏ hơn 0. Chúng ta kiểm tra các giá trị của y tương ứng. Ta thấy các giá trị của y đều nhỏ hơn 0 khi x khác 0. Còn khi x bằng 0 thì y có giá trị bằng 0. Và đây chúng ta thấy y bằng 0, nó là giá trị lớn nhất của hàm số. Như vậy, nhận xét thứ hai hoàn toàn chính xác. Vậy, trong bài học hôm nay, các em lắm cho cô các nội dung chính sau. Hàm số y bằng ax bình với a khác 0. Thứ nhất là tính chất của hàm số. Nếu a lớn hơn 0, thì hàm số đồng biến khi x lớn hơn 0 và nghịch biến khi x nhỏ hơn 0. Nếu a nhỏ hơn 0 thì hàm số đồng biến khi x nhỏ hơn 0 và nghịch biến khi x lớn hơn 0. Như vậy, các em nhấn mạnh cho cô là hàm số này đồng biến thì a và x cùng dấu. Nghịch biến thì a và x trái dấu. Cái nữa là khi xét tính chất của hàm số y bằng ax bình với a khác 0 thì chúng ta phải quan tâm đến dấu của hệ số a và dấu của biến x. Thứ hai là nhận xét. Nhận xét thứ nhất, nếu a lớn hơn 0 thì y luôn lớn hơn 0 với mọi giá trị của x khác 0. Còn khi x bằng 0 thì y có giá trị bằng 0. Giá trị nhỏ nhất của hàm số là y bằng 0. Nếu a nhỏ hơn 0 thì y nhỏ hơn 0 với mọi giá trị của x khác 0. Y bằng 0 khi x bằng 0. Và giá trị lớn nhất của hàm số là y bằng 0. Vận dụng các kiến thức của bài hôm nay, cô và các em cùng đi giải quyết các bài tập sau. Bài số 1 yêu cầu các khẳng định sau đây đúng hay sai, đúng các em điền đờ và sai các em điền sờ. Cô có 5 khẳng định. Cô và các em sẽ đi giải quyết từng khẳng định một. Khẳng định thứ nhất, cho hàm số y bằng trừ 5x bình khi x bằng âm 1 thì y bằng 5. Các em đều nhận thấy đây là một khẳng định sai. Cô thấy các bạn sai ở nguyên nhân này là khi các em thay x bằng âm 1 vào hàm số này thì các em không đóng ngoặc âm 1 sau đó cho bình phương nên các em sẽ dẫn ra được kết quả sai. Vậy kết quả đúng ở đây là y bằng âm 5, đúng rồi. 2. Hàm số y bằng ax bình a khác 0 và khi x bằng 5 y bằng âm 100 thì a bằng âm 4. Đây là một khẳng định đúng. Các em thấy các em chỉ cần thay x bằng 5, thay y bằng âm 100 và chúng ta giải ra được a sẽ bằng âm 4. 3. Hàm số y bằng âm 0,5 x bình đồng biến khi x lớn hơn 0 và nghịch biến khi x nhỏ hơn 0. Vậy hàm số này các em để ý nó thuộc vào dạng hàm số y bằng ax bình với a khác 0. Hệ số a ở đây là bằng âm 0,5 nhỏ hơn 0. Vậy a nhỏ hơn 0 đồng biến khi x lớn 0. Các em đã thấy so với tính chất là nó đã bị sai. Đồng biến thì a và x phải cùng dấu. Do vậy đây là một khẳng định sai. 4. Với mọi giá trị của m thì hàm số y bằng m bình cộng 1 tất cả nhân với x bình đồng biến khi x lớn hơn 0. Vậy chúng ta cũng kiểm tra hàm số này thuộc dạng hàm số y bằng ax bình với a khác không chưa? Ta thấy hệ số a ở đây là bằng m bình cộng 1.
luôn dương là do m bình lớn bằng 0 cộng thêm 1 thì luôn lớn hơn 0. Vậy hệ số A của hàm số này lớn 0 thì đồng biến khi x lớn 0 là hoàn toàn chính xác. Khẳng định thứ 5, hàm số y bằng trừ 2020 nhân x bình có giá trị lớn nhất là y bằng 0. Ở đây, các em kiểm tra hàm số này thuộc dạng hàm số y bằng x bình chưa? À rồi, hệ số A của chúng ta là bằng âm 2020. A âm thì hàm số có giá trị lớn nhất là y bằng 0, hoàn toàn chính xác mà chúng ta đã có trong nhận xét. Các em sẽ cùng với cô chuyển sang bài tập thứ 2. Bài số 2. Cho hàm số y bằng 2m trừ 4 tất cả nhân x bình, với m là tham số m khác 2. Tìm m để hàm số đã cho đồng biến khi x nhỏ hơn 0. Trước tiên, các em kiểm tra cho cô xem hàm số này đã thuộc dạng hàm số y bằng ax bình với a khác 0 chưa? À, chúng ta thấy nó thuộc rồi đúng không? Vậy hệ số A là bao nhiêu? 2m trừ 4. Hệ số A này thỏa mãn điều kiện khác 0 không? À có, là bởi vì chúng ta có điều kiện của tham số m là m khác 2 thì A sẽ khác 0. Do đó, để hàm số đồng biến khi x âm thì A sẽ mang dấu gì các em nhỉ? À, A sẽ mang dấu âm. Có nghĩa là 2m trừ 4 nhỏ hơn 0. Và dễ dàng các em giải được bất phương trình này và được nghiệm là m nhỏ hơn 2. Sau đó các em kết luận lại. Vậy với m nhỏ hơn 2 thì hàm số đồng biến khi x nhỏ hơn 0. Chúng ta chuyển sang bài tập thứ 3. Cho hàm số y bằng 19 trừ m tất cả nhân m cộng 20 nhân x bình, với m là tham số m khác 19, m khác âm 20. Yêu cầu tìm m để hàm số đã cho nghịch biến khi x nhỏ hơn 0. Tương tự, các em kiểm tra cho cô xem hàm số này thuộc vào dạng hàm số y bằng ax bình với a khác 0 chưa? À, chúng ta thấy nó thuộc dạng này. Và hệ số A ở đây là bằng 19 trừ m tất cả nhân m cộng 20, hệ số A này khác 0 là do m khác 19, m khác âm 20. Do vậy, để hàm số nghịch biến khi x âm, nghịch biến khi x âm thì A và x phải trái dấu. Có nghĩa là 19 trừ m tất cả nhân m cộng 20 phải lớn hơn 0. Và đây chúng ta bắt gặp bất phương trình tích. Để giải bất phương trình này, các em có rất nhiều cách. Cô thấy có bạn là dùng bảng xét dấu, xong cô thấy đa số là các bạn giải theo cách chia trường hợp. Ở đây các em thấy là có hai ngoặc, coi mỗi ngoặc như là một thừa số thì đây là tích của hai thừa số. Tích này lớn hơn 0 khi hai thừa số cùng dấu. Vậy cùng dấu nó có hai khả năng. Khả năng thứ nhất là cùng dấu dương và khả năng thứ hai là cùng dấu âm. Như vậy ta được là hệ bất phương trình thứ nhất 19 trừ m lớn 0, m cộng 20 lớn hơn 0. Hệ bất phương trình thứ hai 19 trừ m nhỏ hơn 0, m cộng 20 nhỏ hơn 0. Và dễ dàng các em sẽ giải được từng hệ bất phương trình một. Và chúng ta được kết quả là hệ thứ nhất m nhỏ hơn 19, m lớn hơn âm 20. Các em kết hợp hai tập nghiệm này lại, chúng ta được âm 20 nhỏ hơn m nhỏ hơn 19. Hệ thứ hai, các em giải được là m lớn hơn 19, m nhỏ hơn âm 20. Chúng ta thấy đây là vô lý. Như vậy, hệ thứ hai vô nghiệm là bởi vì giá trị của m lớn hơn 19 lại nhỏ hơn âm 20. Làm gì có số nào của m mà vừa lớn hơn số dương lại bé hơn số âm được. Do vậy, hệ thứ hai là vô nghiệm. Sau đó các em kết luận lại cho cô. Vậy, âm 20 nhỏ hơn m nhỏ hơn 19 thì hàm số đã cho nghịch biến khi x nhỏ hơn 0. Cô và các em sẽ cùng chuyển sang bài tập thứ tư. Bài số 4 là một bài toán thực tế. Đây là bài trong bài 2 trang 31 của sách giáo khoa và là bài 1 trang 27 của sách hướng dẫn. Các em theo dõi đề bài. Một vật rơi ở độ cao so với mặt đất là 100m. Quãng đường chuyển động là S, đơn vị là mét của vật, phụ thuộc vào thời gian T, đơn vị là giây, bởi công thức S bằng 4T bình. A. Sau 1 giây, vật này cách đất bao nhiêu mét? Tương tự sau 2 giây. B. Hỏi sau bao lâu thì vật này tiếp đất? Như vậy đây là một bài toán các em đọc lên các em thấy nó khá thú vị. Vậy trước tiên các em xác định cho cô các thông số của đề bài và quỹ đạo chuyển động của vật. Cô và các em sẽ cùng đi phân tích bài toán này. Vật rơi ở độ cao là 100m so với mặt đất. Như vậy khoảng cách của vật đến mặt đất là h bằng 100m. Và quỹ đạo chuyển động của vật là công thức S bằng 4T bình. Yêu cầu thứ nhất, sau 1 giây, vật này cách mặt đất bao nhiêu mét?
Như vậy câu hỏi thứ nhất là sau 1 giây thì vật cách mặt đất bao nhiêu mét, tức là các em phải tính khoảng cách H1. Vậy theo các em chúng ta làm như thế nào? À vậy bước 1 thì chúng ta sẽ tính khoảng cách S1 là quãng đường mà vật đi được trong 1 giây. Sau đó chúng ta lấy 100 trừ đi quãng đường mà vừa tìm được, ta sẽ tìm được khoảng cách mà vật cách đất sau thời gian 1 giây. Cụ thể, khi t bằng 1, các em thay vào công thức S bằng 4t bình, chúng ta tính được quãng đường S bằng 4m. Nên sau 1 giây, vật cách mặt đất là H1 bằng 100 trừ 4 bằng 96m. Tương tự như vậy, sau 2 giây thì các em sẽ có T2 bằng 2 và các em tính ra được quãng đường S2 là bằng 16m. Nên sau 2 giây, vật cách mặt đất là H2 bằng 100 trừ 16 bằng 84m. Cô và các em sẽ chuyển sang câu hỏi B. Trong câu hỏi B, hỏi sau bao lâu thì vật này tiếp đất? Vậy trước tiên chúng ta hiểu cái từ vật tiếp đất là như thế nào. Tiếp đất có nghĩa là vật rơi và chạm đến mặt đất. Vậy khi mà vật tiếp đất thì quãng đường mà vật chuyển động được là bao nhiêu các em? À, chính là 100m. Quãng đường là 100m biết rồi, mà yêu cầu của bài tính thời gian T thì chúng ta chỉ cần thay S bằng 100 vào công thức S bằng 4T bình, khi đó các em sẽ được phương trình 4T bình bằng 100 và các em giải ra được T bình bằng 25. Và T có hai giá trị là T bằng 5 hoặc T bằng âm 5. Nhưng T ở đây là thời gian thì giá trị T bằng âm 5 các em sẽ loại. Thời gian thì bao giờ cũng phải lớn hơn 0. Do vậy mà các em sẽ loại giá trị T bằng âm 5 và các em kết luận lại. Vậy sau 5 giây thì vật tiếp đất. Để củng cố sâu kiến thức của bài học hôm nay thì về nhà các em sẽ làm cho cô các bài tập sau. Bài số 1 là cho hàm số y bằng 3 trừ 2m nhân x bình, với m là tham số m khác 3 phần i. Yêu cầu tìm m để hàm số đã cho. A. Nghịch biến khi x âm. B. Có giá trị lớn nhất là y bằng 0. Bài thứ 2 là bài 1 trang 28 sách hướng dẫn. Cho hàm số y bằng m bình cộng 2m cộng 3 tất cả nhân x bình. A. Với giá trị nào của x thì hàm số đồng biến. B. Với giá trị nào của x thì hàm số nghịch biến. Bài thứ 3 là bài 3 trang 31 sách giáo khoa và chính là bài 2 trang 29 sách hướng dẫn. Bài số 3, cô lưu ý với các em câu hỏi C của bài tập số 3, các em theo dõi đề bài trên màn hình. Đối với câu hỏi C thì các em lưu ý cho cô là biết rằng cánh buồm có thể chịu nổi áp lực tối đa là 12.000 Newton. Điều này có nghĩa là nếu áp lực mà lớn hơn 12.000 Newton thì cánh buồm sẽ gãy và con thuyền sẽ không thể đi tiếp được trong bão. Nếu áp lực nhỏ hơn hoặc bằng 12.000 Newton thì con thuyền vẫn đứng vững và di chuyển tiếp được. Thứ hai, vấn đề thứ hai trong câu C là vận tốc 90 km/h thì các em phải đổi ra thành đơn vị của vận tốc là m/s. Như vậy, đối với câu C, con thuyền này có thể di chuyển tiếp vững vàng trong gió bão hay không chính là nhờ vào sự tính toán chính xác của các em. Chúc các em học tập tốt. Xin chào và hẹn gặp lại.